mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng cuối cùng mang tên là chinh phục đỉnh cao. Luật chơi của chúng ta rất đơn giản thôi. Mỗi đội sẽ lựa chọn một người đắt giá nhất để lên đây chinh phục đỉnh cao của chương trình. Và bên đây cũng như vậy. Sao Ngọc Hoa? Nay này nhà chị chưa đầy. Ba đồ quỷ. Mời hai bạn quảnh tù xì để lựa chọn gói câu hỏi. Quảnh tù xì. Thắng được quyền quyết định. Em chọn gói 1 hay gói 2? 1. Em nghe lời, 1. Thường mấy người chọn 1 hay thua? Ngọc Hoa sẽ được quyền trả lời câu hỏi của mình trước. Thủy điện Trị An được xây dựng trên dòng sông nào? Sông Hằng đúng không? Câu lời cuối cùng là trả lời. Hết thời gian. Và kết quả của chương trình đó chính là sông Đồng Nai. Thì chị tắm mà cái sông nó đầy mà chị quên. Trời ơi. Chị tắm thì chị té xuống dưới vậy chị? Không phải, chị nổi cho nó đó. Chị nổi. Câu hỏi đầu tiên dành cho Vũ như sau. Trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên diễn ra tại Việt Nam, ông Kim Jong-un đến Việt Nam bằng phương tiện gì? Ông đi bằng máy bay. Sai. Phải sai. 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 Vẫn còn thời gian. Tàu thủy. Tàu thủy là câu trả lời chưa chính xác. Xe lửa hả? Đúng rồi, xe lửa chúng ta. Câu hỏi số 2 dành cho em như sau, liên quan tới xe lửa. Trời ơi, nhà chị đi đầy luôn. Tàu hỏa và xe đạp. Gì? Cái nào có trước? Tàu hỏa. Chính xác, chúc mừng. Bước đi. Mấy này chị cũng muốn bước lắm á. Anh ơi, chết em rồi. Thấy chưa? Không sao, mấy con này nhà chị ăn đầy. Mấy con này ăn hoài á mà. Nhà chị ăn hoài. Ê, mấy con này nhà chị ăn hoài. Ăn hoài luôn. 10 điểm dành cho em. Kết quả là tàu hỏa, vì tàu hỏa phát minh năm 1814, còn xe đạp được phát minh vào năm 1816. Nhột quá anh, lẹ đi, nhột quá. Câu hỏi của em như sau. Thứ gì không có miệng mà lại biết hú, không có chân mà lại biết đi, không có cánh mà lại bay khắp nơi, đó là gì? Đó chính là tàu hỏa. Tàu hỏa chưa đúng, nó phải có bánh xe chứ. Là gió. Câu hỏi của em như sau. Đom đóm chiếu sáng trong đêm để làm gì? Đi tìm bạn tình. Đã bạn chính xác, chúc mừng. Ủa đúng rồi hả? Đúng rồi. Nhột quá, đi ra, nhột quá. Nhột quá. Nhột quá, nhảy qua luôn. Nhảy qua cái này nè. Nhảy qua cái này nè. Xong rồi, bây giờ tôi khác rồi. Tiếp tục. Câu hỏi của Vũ như sau. Nguyên tố hóa học nào có nhiều nhất trong vỏ trái đất? CO2. Sai. Tần khí quyển. Khí oxy. Ôi, cũng nhắc vậy nữa. Em lộn á. Lộn cái gì? Câu hỏi tiếp theo dành cho Ngọc Hoa như sau. Sinh ra từ nước mà sợ nước, vừa chạm nước thì đã biến mất tâm là thứ gì? Nước đá. Nước đá. Đá, nước đá. Chính xác, chúc mừng. Giỏi quá. Bước lên, bước này chắc rồi. Cái này đá. Mạnh lên. Đá. Đúng rồi, câu trả lời chính xác là nước đá, nhưng cũng có thể có thêm một câu trả lời khác là muối. Sinh ra từ nước biển. Em biết rồi. Sinh ra từ nước. Nước biển. Câu hỏi của Vũ như sau. Một hình chữ nhật có bốn góc, bốn cạnh. Vậy sau khi cắt làm đôi, nó còn mấy góc, mấy cạnh? Sau khi cắt làm đôi, nó còn bốn góc, bốn cạnh. Chính xác, chúc mừng em. Mày bước lên trước một bước. Trời ơi, Vũ ơi, con lương luôn á, Vũ ơi. Nhẹ nhẹ thôi, cái chân đạp. Câu hỏi của em như sau. Trong thần thoại Hy Lạp, Apollo là vị thần nào? Vị thần trí tuệ đó. Chưa chính xác. Mời bạn lùi về sau một bước. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là thần mặt trời. Câu hỏi của Vũ như sau. Có bao nhiêu tháng trong một thập kỷ? 12 nhưng 120 tháng. Dạ, 120 tháng ạ. Chúc mừng em, bước lên phía trước một bước. Vũ ơi. Có cái gì lạnh quá vậy? Câu hỏi của Hoa như sau. Kiến thức mà học được ở trường càng nhiều thì thứ gì sẽ càng ít đi? Bài học á. Bài học càng ngày càng ít đi. Đúng. Không. Đúng rồi. Sai. Cái thứ mà mình không biết nó sẽ ít đi, mà mình sẽ biết nhiều hơn những cái khác. Hay gọi là hiểu bản năng đấy. Dạ. Vì mình sẽ bổ sung được nhiều kiến thức mới. Rồi, chị về với con lương rồi. Chị về với con lương, rồi. Câu hỏi của Vũ như sau. Trong trường hợp nào thì số 0 lớn hơn 2 và số 2 lớn hơn 5? Trường hợp sai. Không phải, từ. Có tính toán đó. Lớn hơn 2, câu đố, 2 lớn hơn 5. Câu đố. Không câu đố lớn đó. Hơn. Lớn 2, hơn 1, 2, hết 2. Giờ. Đó chính là khi, lùi đi. Đó chính là khi mà chúng ta chơi quảnh tù xì không lớn hơn 2. Câu hỏi của Hoa như sau. Xương dài nhất của người là xương gì? Cẳng chân. Hết nè, thời gian. Cẳng chân á. Xương cẳng chân à.
Chính xác hơn đó là xương đùi. Mời bạn lùi về sau một bước. Câu hỏi tiếp theo dành cho Vũ như sau. Năm 2022, giải vô địch bóng đá thế giới World Cup sẽ được tổ chức tại quốc gia nào? Mỹ. Mỹ là một đáp án chưa chính xác. Mời bạn lùi về sau một bước. Đó chính là Qatar. Qatar. Đúng rồi. Là Qatar. Câu hỏi tiếp theo dành cho Hoa như sau. Thứ gì chúng ta luôn trông thấy nhưng mãi mãi không bao giờ tới được? Chân trời. Chính xác. Mời em vươn lên. Trời ơi. Trời. Lên với ương. Lên với ương. Câu hỏi của Vũ như sau. Ghế gì mà khiến cho người ngồi thấy sảng khoái nhất? Khoái ghế. Ghế massage. Chính xác. Chúc mừng. Câu hỏi của Hoa như sau. Họa sĩ nổi tiếng Picasso là người nước nào? Ý đúng không? Ý. Picasso là họa sĩ nổi tiếng ở nước Tây Ban Nha. Trời đất ơi. Câu hỏi tiếp theo của em như sau. Nhạc sĩ nào gắn liền với 9 bản giao hưởng nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới? Thôi, Beethoven. Học nhạc mà không biết thì thôi. Beethoven. Chính xác, chúc mừng. Đây nè, câu này hài nè. Việc gì nhất định phải có hai tay mới làm được? Lái xe, việc gì có hai lái xe. Không, lái xe lái một tay được. Lái một tay vẫn được. Đó chính là bắt tay. Cảm ơn em, chúc mừng em. Câu hỏi tiếp theo cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho em như sau. Sản phẩm gì mà ngày sản xuất trùng với hàng sử dụng? Trùng với hàng sử dụng. Con người phải không? Đồ ăn nhanh. Không. Thức phải. Ăn nhanh. Thức ăn nhanh vẫn có thể để qua ngày hôm sau. Đó chính là báo đây, báo đây. Hay quá, câu này hay quá. Có thể nói là trải qua 10 câu hỏi với mỗi người chơi ngày hôm nay ở đây, họ đã vượt qua rất là xuất sắc. Và điểm số hiện tại với việc trả lời hoàn toàn chính xác những câu hỏi của mình, 100 điểm là điểm của đội Thì Thôi. Yeah. 120 điểm là điểm của đội Múp. Và đặc biệt hơn hết là cuối cùng thì Ngọc Hoa đang đứng ở vị trí xuất phát, còn Vũ đang đứng ở vị trí số 10 điểm. Khi bạn đứng ở vị trí nào sau khi trải qua 10 câu hỏi thì chúng tôi sẽ cộng thêm số điểm đó. Chúc mừng cho đội của bạn có thêm 10 điểm nữa. Yeah. 130 điểm là đội chơi chiến thắng ngày hôm nay. Yeah. Chị ơi, chị ơi. Sao? Mấy cái trò này chị nhà chơi đầy mà. Chơi mấy đứa nhỏ. Vậy hả? Chị chúc mừng cho đội của chị đã có 9 triệu đồng nha. Và đặc biệt hơn hết là đội xuất sắc ngày hôm nay 12 triệu đồng sẽ được chúc mừng cho đội Mức. Yeah. Và đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình 19:15 ngày thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình đã phát hành truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty Sen Vàng thực hiện. Minh Xu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.